Năm nay nhà Hưng thì liệu là thóc, lượng thóc thì có đủ ăn không? Năm nay hao nhiều không được, không được nữa. So với lại năm trước thì hao độ tầm bao nhiêu bao? Độ 5 bao. 5 bao? Ủa số. Thì bây giờ là cũng chuẩn bị là đến ngày là làm tân gia rồi cô bác ạ. Không biết là anh Quyền với lại bạn Trình đã bật mí lên chưa nhỉ? Chưa anh ạ. À chưa đúng không? Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà là từ cô Nguyệt có gửi tặng cho hai anh em Hưng Thuận. Và hiện tại thì cháu Lực đã đến nhà của em Hưng rồi. Vừa rồi thì cháu Lực có điện em Hưng thì em ấy đang ở phía bên kia, hình như là không biết là làm cái công việc gì đấy cô bác, đang bận. Thì sau một chút nữa thì em mới sẽ ra đây và cháu Lực sẽ gửi cái phần quà cho em Hưng. Ở phía trước mặt cô bác thì là một cái ngôi nhà của hai anh em Hưng Thuận, được xây dựng bởi những cái sự yêu thương của các bác dành tặng cho hai anh em. Sau một cái thời gian mà anh chị Quyền Uyển với lại là bạn Trình lên chia sẻ thì đến cái thời điểm hiện tại thì hầu như là đã hoàn thiện đâu đó là tầm độ 95% rồi. Còn những cái khoảng phần trăm còn lại thì sẽ dọn dẹp thêm vào một chút. Thì sẽ đến cái ngày mà tân gia, không biết là hai anh em Hưng Thuận cùng với lại là anh chị Quyền Nhiệt với lại bạn Trình thì đã chọn được cái ngày nào mà tân gia chưa? Ở cái video trước thì cháu Lực cũng có theo dõi khá là nhiều về cái cuộc sống cũng như là hoàn cảnh của anh em Hưng Thuận. Và thậm chí thì cháu Lực cũng đã nhận được những phần quà trên kênh Bản Em để dành tặng cho hai anh em Hưng Thuận. Và ở video trước thì cháu Lực thấy là anh Quyền cùng với lại là em Hưng đo đạc lại cái phần kè này các bác này, là chuẩn bị lại tiếp tục là được một bác cũng như là mẹ nuôi của Hưng là hỗ trợ cái khoản là phần kè này. Nhưng mà không biết là có kè đi ra tận chip bên kia không, để thấy là anh Quyền với lại là em Hưng thì đang đo ở phía trước mặt tiền này các bác này. Thì đất nhà của em Hưng thì phải nói là trước kia là một cái quả đồi thôi các bác này. Là một cái quả đồi là như ở bên kia thôi. Đấy, khi mà được sự yêu quý của các bác thì thuê máy xúc vào xẻ đồi, xong là làm một cái nền nhà mới. Đấy, đến thời điểm hiện tại thì nhà đã xong rồi. Và ra đến đây thì phải nói là đây thì không biết là đất của em Hưng không, hay là trồng khá là nhiều khoai lang này các bác này, có cả thêm xả nữa. Cái đất này thì là nó là đất mới cho nên là trồng cái gì nó cũng rất là tốt. Nhưng mà thấy bí này thì là hơi hơi cây bé bé các bác ạ. Ra đây thì nhìn thấy là hai cái chuối thì khá là đặc biệt này các bác này. Lá nó rất là nhiều nhưng mà không thấy là không phát triển. Không biết là cái cây chuối này là cái cây chuối cảnh hay là cái cây chuối mà nó đang bị suy dinh dưỡng hay là như thế nào đấy, hay là bị đột biến, không biết là có phải là cùng cái giống loại cây chuối này không này. Khá là đặc biệt, đâu đó tầm độ là riêng cái cây này là tầm độ là 20 đến 30 lá chuối này, nhưng mà bé tí của bác, lá nào là đấy thì đều bằng có một bàn tay của cháu Lực thôi. Phải nói là ở dưới nhà Hưng thì là cùng xá với lại là cháu Lực của bác ạ. Cháu Lực thì nếu mà đi về thì là đi tít ở trên cái quả đồi trên kia, là qua cái đoạn mà sương mù nhiều này các bác này. Lên trên thì là mưa nhá, nhưng mà xuống đến đây thì là thời tiết này không mưa một chút nào cả. Đến nỗi là cháu Lực đi còn phải cầm theo là cả áo mưa nữa. Hôm nay ra thì có cầm thêm là cái phần quà của cô Nguyệt gửi tặng tới cho hai anh em Hưng Thuận là một cân là móng, một cân là tép khô của bác ạ. Nhà của Hưng thì là ở dưới này thì cũng là nằm vào là cái mặt đường bê tông luôn các bác. Ở đây là cái đường mà đi vào trong thôn. Hay ra bên kia thì cũng có thêm là như là một hay là hai quán tạp hóa nhỏ nhỏ ấy. Sau này thì
Hôm trước thì cũng có nói chuyện với Hưng thì Hưng cũng có chia sẻ lên được rằng chia sẻ cho cháu Lực các bác thì dự định là sau này là em ấy sau khi mà hoàn thiện nhà đấy em ấy mở ở đây thêm là một quán tạp hóa cho nhỏ này. Hưng thì chắc là phải đợi thêm một chút nữa thì em ấy mới về được các bác. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đợi em Hưng đến một chút nữa em Hưng về cho Lực sẽ tiếp tục là cái hình sau của bác ạ. Vừa rồi thì em Hưng cũng đi ra kia về rồi bác. Thấy là em ấy đang đào chứ kia không biết là em ấy đào để làm cái gì. Đất ở trên này thì nó thuộc dạng là cái đất mà cái đất đỏ của bác. Chỉ cần là mưa một chút thôi là nó xói mòn tức nó tự sạt xuống ấy. Ở nhà hai ông cháu cũng thế, nhà hai ông cháu cứ mỗi một lần là cứ mỗi một lần là mưa là nó khác biết sạt một tí này. Ở chỗ này là Hưng là trồng cái củ gì đấy Hưng? Dâu riềng anh ạ, nó không lên đấy. Củ này là củ gì? Dâu riềng ấy. À dâu riềng á. Nhìn như kiểu là củ rong ấy nhỉ? Lá nó ấy. Củ rong anh. À. Thế là chỗ này là nó không được phát triển mấy đâu nhỉ? Cây bé tí. Chỗ này là Hưng định làm gì đây? Đào đi, tách. À, anh cho Hưng một cái mic nhé. Vâng. Rồi. Con chào con các bà, chào cô chú ạ. Đấy, Hưng thì em ấy ở nhà thì rất là biết việc của bác ạ. Cào cái này. Cái nào mà em ấy cần là sửa thì em mới lại sửa và lại thêm. Cái hôm nọ để cái tách ở dưới kia thì nó thấp quá Hưng. Thấp, nó không đi côi rồi anh ạ. À. Nhưng mà để ở trên này thì nước lại là tha hồ rồi nhỉ, mạnh hơn. Nó đẩy mạnh. Hiện nhà của Hưng thì là cái phần là mái hiên với lại là mái nhà đấy là một màu là y xì hên, y xì như nhau. Còn là cái phần là bếp thì là hầu như là bếp là ai cũng lựa chọn là pro ra nhiều. Cái nước đường nước ở dưới kia thì kéo tận trên nhà cũ về à Hưng, đường nước đấy. Kéo từ dưới kia thì mất tầm bao nhiêu cuộn nhựa? 3 cuộn, 4 cuộn. À. 3 4 cuộn, mỗi cuộn là tầm 100 mét không? 200 mét. À, cuộn 200 mét. Ủa, thế thì cũng gần một cây đấy nhỉ, kéo xa lắm. Đây là còn đi gọi là đường chim bay rồi các bác, còn nếu mà đi đường đi đường vòng ấy thì là còn xa hơn. Đi đường vòng là tắc từ tới nhà xuống là phải hơn cây nhỉ. Nhà Hưng thì ở dưới này thì đất cũng rất là rộng các bác ạ. Mỗi tội là chưa chưa đào được. Tách này là một tí chuyển luôn chưa? Thì em chuyển lên luôn anh ạ. Nào, tháo nữa. Hả? Chuyển lên đặt đây. Hôm đợt trước ra thì là chưa làm mái hiên các bác ạ. Đợt này ra thì thấy là lại hoàn thiện thêm là cái mái hiên với lại phần sân rồi. Cái phần là đường cái đường ở kia thì chưa chưa đổ Hưng đường đấy phần đấy. Chưa anh ạ. Chắc mấy đứa. À. Hôm nọ thì anh thấy là anh Quyền với lại là em là đo ở cái phần dưới kia thì đang định tính là làm kè. Vâng. Nếu mà kè được phần đấy thì lại tốt quá rồi nhỉ. Vâng. Kè đã tận đến bên kia chứ hay là chị? Chắc à. Đợt kè đường này thì lựa chọn bằng vẫn bằng xi hay là bằng đá? Kè bằng gạch. À, kè bằng gạch lên á? Gạch lên. À, xây gạch lên xong mà kè đúng không? Đấy, đằng sau này thì là kè là chắc chắn hơn của bác đằng sau này ấy. Đấy, đằng sau này thì kè bằng cái này thì phải nói là không biết là bao giờ là cái kè này nó mới mòn được. Sau một cái thời gian mà mưa ấy thì các bác nhìn thấy đây, cái đất đỏ ấy nó bị trôi ấy, nó bị trôi theo cái lượng mưa xuống ấy. Cái này mỗi lần là nó trôi đi là nó cũng không trôi mạnh nhỉ, nó trôi một tí thôi, thành ra là cũng không nguy hiểm. Sợ là lắm chỉ sợ là nó lúc mà mưa ấy là nó sạt cả mảng thôi.
Thế thời gian này mưa nhiều là Hưng cũng chắc là đi xung quanh nhà này xem hết đấy chứ nhỉ? Vâng. Xem là có hiện tượng gì xảy ra không để còn biết là cái phương án chuẩn bị trước. Chứ không là tránh trường hợp là nước đến chân thì mới nhảy thì đến lúc đấy lại không kịp rồi. Nên ra bên này thì không biết là cái loại cây này là cái cây gì mà có hoa này. À. Chua. À cái cây này là cái cây mà mấy đứa đến lúc mà làm bánh chưng ấy là chặt cái cây ra của bác này xong là để mà đốt làm than. Này chắc phải lấy cuốc cào cái phần chân nó mới không nhỉ? Đây đây anh lấy cuốc đây. Xuống nhà Hưng thì tranh thủ là lúc Hưng đang có việc thì hộ em Hưng một chút. Cái tách này thì là nếu mà để mà cái tách đứng thì nó rẻ hơn so với tách nằm. Tách nằm này thì là rất là đắt hơn. Mặc dù là cái dung tích của nó như nhau đó, nhưng mà lúc nào nó cũng đắt hơn. Nhất là lên không? Có nhiều nước không? À có một tí nữa thôi. Để cái này thì cái lượng đẩy mà đi vào nhà này thì nó lại không được mạnh quá. Để trên thì cái lượng nước đẩy nó mạnh hơn. Vâng. Nhưng mà hết nước nhanh hơn đấy. Nếu mà mình để được ở trên cao ấy thì khi mà mình dùng vòi hoa sen này này kia để nó như kiểu là mình dùng cái máy bơm. Máy bơm ấy. Đây là bây giờ nó cũng nặng thế nhỉ. Nó có nước nhiều ấy. Thời tiết hôm nay thì cũng không nắng, cũng không mưa các bác, rất là dễ chịu. Thời tiết này thì để mà vào cái thời điểm này thì bà con lại không thích nhỉ. Bà con thích thời tiết nắng hơn. Nắng để mà phơi thóc phơi ngô này. Thế còn nhà Hưng thì đã gặt hết chưa? Hết rồi. Hết rồi à? Năm nay nhà Hưng thì liệu là thóc, lượng thóc thì có đủ ăn không? Năm nay hao nhiều, không được nữa. So với lại năm trước thì hao độ tầm bao nhiêu bao? 5 bao. Ôi xồ. Trong lúc những lúc mà bị hao hụt thế này, cô bác này hao hụt này thì Hưng thì em ấy ở nhà ấy là chịu khó là đi làm thêm những công việc ấy để mà lấy tiền mua này kia. Thuận thì thời gian này là em ấy đi học rồi cô bác. Đi học thì đợt này là ở trong trường luôn rồi nhỉ? Thuận đấy. Thành ra là về xuống là không gặp Hưng nữa. Vừa rồi mà nhấc được chỗ này thì anh xả luôn chỗ này. Đây. Chỗ này là phải đào một tí. Rồi. Đấy. Thì nó sẽ nhanh hơn. Đất của nhà Hưng nữa bác này. Xả cái kèm lên nước là gọi là đỏ y xì, đỏ luôn đấy, đỏ chót luôn đấy. Đây, bên kia còn chảy không? Nước thì cái đất này thì thuộc dạng là đất đỏ. Cái đất đỏ này thì để mà trồng lạc thì rất là tốt hơn nhỉ, đất đỏ này. Trồng lạc nó mẩy lắm. Trồng lạc thì nó thích hợp hơn nhiều. Cái cây này cây là cây vạc à? Cây này thì gọi là cây vạc hay sao các bác ạ? Đến cái mùa thì hầu như là thu mua cái cây này rất là nhiều. Cây này thì xuất khẩu sang bên Trung Quốc đấy, người ta thương lái thu mua ấy. Người ta thu mua xong là đem đi ra bên cửa khẩu, xong là bên đấy hình như là làm chiếu hay sao ấy.
Dạ Hưng, thì bây giờ là cũng chuẩn bị là đến ngày là làm tân gia rồi cô bác ạ. Không biết là anh Quyền với lại bạn Trình đã bật mí lên chưa nhỉ? Chưa anh ạ. À chưa đúng không? Mình rất là mong là đến cái hôm mà tân gia ấy thì các bác mạnh thường quân, các bác yêu quý ấy, các bác có thể là lên trên nhà của Hưng là một chuyến cùng Hưng Thuận là trông vui vào cái ngày tân gia. Hết chưa Hưng? Hết rồi sao anh? À hết rồi. Tách thì nó cũng tách nghề thì nó cũng nhẹ thôi các bác đấy, nhưng mà nó rất là cồng cành. Tiếp được không? Ây da. Ôi. Này hôm nọ nhà hai ông cháu anh cũng làm cái tách 1.200 này. Cũng ôm đi. Cái nguồn nước này thì bây giờ về không hay hay là mình tí mình phải đi thả? Tí phải đi thả. À. Thế ta phải đi thả mới được đúng không? Phải cái chân á? Không à, đây, bây giờ mình nhấc để ra bên kia xong là lấy chân ra sau. Chân để anh lấy đi cũng được mà. Một mình em được không? Nếu mà được thì để anh nhấc cái chân. Cẩn thận nhá, lách. Mà lăn xuống là coi như là hỏng hình luôn. Ôi, cẩn thận ra nước nha Hưng nha. Ôi. Ây ê ê ê. Nhìn trong rất là nguy hiểm các bác ạ. Rồi. Úi ôi. Này thì có vẻ như là đất chôn cái phần chân này rồi. Đấy. Ủa chôn sâu phết đấy. Sâu ngắn thế này. Này là hôm nọ là chắc là cũng đặt luôn thôi nhỉ. Thành ra là mưa xuống là nó bị chôn cái phần chân. Tách ngày hôm nọ cũng mua từ dưới huyện lên thôi chứ tách này. Đúng, chờ từ chỗ huyện lên. Này tách này mà từ đồ 1.000 đến 1.200 là mình đi mua là mua thì dễ dàng thôi, nhưng mà để mà vận chuyển lên thì nó khó. Nó cồng cành. Nó nặng nữa. Đây là tớ ván đi à? Ừ. Tớ ván để anh thế. À. Nặng mấy nhưng nó cồng cành ấy. Đúng rồi. Cái này lấy cái đập đi đặt làm cái khung bàn ăn nhỉ? Khung bàn ăn uống nước nhỉ? Ừ, làm cái khung. Đấy, nếu mà đặt như thế là coi như là làm cái bàn. Đẹp đẹp. Cái này bảo là inox nhưng mà không biết có phải không. Cái này á? Tách này á? Tách này thì sao tách inox chứ, cái inox nó không bị gì ấy. Cái này nữa. Đấy không ấy. Nên mà lấy lên lâu ấy nhỉ? Lâu. Nếu mà lâu mà nó bị không bị nó dính mưa, nó dính nước nó không bị gì là inox mà. Còn nếu mà bằng sắt thì nó gì rất là nhanh. Bằng sắt thì kể cả mình sơn đi, sơn này thì nó cũng được một thời gian thôi. Dưới này thì là hàng xóm này, đi xe này, đi qua đây cũng rất là nhiều này các bác này. Ở nhà cũ thì đường xe máy thì không đến nhà mà. Cái đầu đây này. Đúng không? Cái đầu này xả đây. Chắc xả ra đấy, nhưng mà phải vòng. Nhưng mà bên kia thì không phải vòng nữa. Bên kia thì
chắc không phải vòng được anh ạ. Đúng. Thôi đặt vào đây. Được chưa? Tách này một người ôm thì ôm cũng không chọn hết. Cái ống nhựa lấy luôn, lấy lên lên luôn chưa? Ống nhựa là vẫn kéo cái ống đen kia lên à? Này hôm nào xây cái chân nó lên, cho nó lên cao hơn. À, nhưng mà cái đất này xây thì không được chân đấy. Xây được. Nó mềm quá. Còn nếu như mà không thời gian vừa rồi không có sự yêu thương của các bác thì không biết là giờ này thì cuộc sống của hai anh em Hưng Thuận thì không biết là sẽ trôi đi về đâu nữa. Còn em Hưng thì không biết là em mới phải đi đâu làm để mà kiếm được tiền. Vợ Hưng thì đối với lại nếu mà riêng một mình bản thân của Hưng thì nó lại cuộc sống nó lại dễ dàng hơn các bác. Nhưng mà đây thì là có thêm cả em Thuận nữa, có thêm là cả một người em nữa. Năm nay thì mới vào lớp 1 thôi các bác ạ. Thế là đến cuối tuần thì Hưng lại đi đón em Thuận à? Vâng. Cứ chiều chủ nhật là đưa đi xong mà đến cuối tuần lại đưa về nhỉ? À đi đón nhỉ? Vâng. Kéo nhựa đây, kéo đây luôn, lên luôn chưa? Nó đang bị vướng ở đâu sao ấy? Anh, bên kia là ống à? Kia là từ trên nhà ra. Ồ, cái kia thì chắc phải kéo tận kia mà. Em nâng từ đây lên là cũng lên. À, nhưng mà nó có đẩy được lên không? Đẩy được. Cắt hơn. Cắt á? Dài quá. Đến là tận... À. Đứt rồi à? À nhưng mà kéo độ vòng đường kia chứ nhỉ? Nước vẫn đang về à? Không, nước chưa về. Thế mỗi lần nước thì mình lên trên thả đấy thì nó mới về à? Đúng rồi. Này nước nó có cho nó tràn thường xuyên không hay hay là nó đầy tách là mình tắt luôn? Tắt luôn rồi. Nước này thì từ trên kia xuống khỏe thì mình cũng không phải là sửa lại cái dây nhỉ. Đây là liệu là cái dây nước này có để vừa đi ra kia không ấy? Có lẽ là chỗ đấy là phải đào đấy nhỉ? Cuốc vào rồi để... Có đào không để anh ấy cuốc? Chắc là phải đào đúng không? Đào đúng không? Ừ. Anh ấy đi lấy thêm cuốc. Thế vừa rồi kìa hai anh em này có để cuốc ở tận đây. Thank you.
cái đạn này. Ta lấy cái ống nhựa màu trắng đấy. Cái đất đỏ này nếu mà gặp mà một chút là mưa thì phải nói là như kiểu xi keo ấy. Nó nhảy cực kỳ luôn. Chắc phải đào cho tay của Hương tí một tí nhỉ. Ôi cẩn thận nhá, bên kia đất này nó hay bị sụt đây. Chỗ ở dưới khu nhà của Hưng này thì là thấp hơn, với lại so lại nó có nước như là nhiều hơn các bác, thành ra là được gặt sớm hơn. Công việc nhà của em Hưng thì họ như là làm cái gì cũng rất là nhanh các bác ạ. Như những cái công việc mà làm mà ruộng làm nương này thì thứ nhất là một phần là Hưng cũng đi tự đi đổi công việc. Ủa bên này có một tổ kiến nhiều đấy này. Thật nha. Đào xuống tổ kiến luôn này. Này chỗ này chẳng phải tầm độ hàng nghìn con kiến này. Kiến này là kiến đốt rất là đau hay sao kiến này? Nó cắn đâu hay sao nó không phải đốt? Nó cắn con này. Được đâu. Cái chỗ ống này có lớp lại được không? Có cần lớp lại không? Cứ để vậy thôi. Đó. Để vậy. Nên là ní tí thả nước về thì có nước thì mới lại biết sửa thêm. Cái này chắc là mạnh đấy. Đó. Tầm này là xả nước xuống là chắc là dưới này như kiểu vòi để mà mình phụt sửa xe luôn á. Nó không bằng nhưng mà ít nhất phải tầm độ là gần bằng đấy. Phải để trên... Quên gì á? Thì đi lại quên dép này. Đây đây. Đó, trước thì Hưng có lựa chọn là để ở dưới này có bác, nhưng mà cho nên là thấp quá thì ra là Hưng nó không có lực nước để đẩy ấy. Thì ra là Hưng lựa chọn là chỗ khác. Phần là tản ly đằng sau thì để mà độ cao thì chắc là dầu rơi đó tầm độ là 20-30 mét gì đấy các bác. Đằng sau thì đã kè thì hầu như là gần đến cái phần mà bị thu hồi kia. Hôm nay đi xuống thì cũng có nhận thêm là cái phần quà của cô Nguyệt đấy các bác, thì hầu như là thời điểm này thì đi vào những hoàn cảnh nào thì là cũng tức là cũng lấy cái phần quà của cô Nguyệt là gửi tặng. Đây Hưng ơi, có một cân mắm tép này. Vâng, xin. Này là tép khô ấy nhỉ? Vâng. Cái này thì cách nấu thì chắc là Hưng là cũng biết rồi đúng không? Vâng. Này nấu canh. Rồi, nấu canh hoặc là mình nhảy rang lên ấy. Vâng. Thế này là vừa rồi là xong rồi đúng không phần này ấy? Ui, xong rồi. Nhìn cao hơn hẳn đấy các bác. Để vào nhà của Hưng thì là ở bên ngoài thì các bác nhìn thấy là lựa chọn một cái màu sơn mà màu này thì điểm mà màu vàng quá nó không phải vàng nhỉ? Vâng. Màu này nó cũng không phải vàng. Những cái phào chỉ thì cũng đã được là bạn là Trình bạn ấy kẻ và sơn lên hết rồi các bác. Hôm nay thì đi xuống thì
cũng thứ nhất là gửi phần quà của Hưng, và thứ hai thì xuống thì cũng khá lâu rồi không xuống với nhà Hưng. Đấy thì chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này đây thôi cô bác. Ôi, chỗ này là con gì đào ở đây này Hưng? Như kiểu con trông con đấy thì em tắt luôn. Con gì biết không? Cho Hưng xem là đào cái hung con gì mà là đục lỗ này. Con này như kiểu chắc là con châu chấu à? Là con dế mèn hay sao ấy? Lấy cái xẻo. Này con. Đấy, cái hang của nó này cô bác này. Rồi đợi nốt cho Hưng đào xem là cái con này là con gì đó cô bác. Đất này là cái phần đất mượn để hót xuống này nhỉ? Ui, sâu phết đấy. Mất dấu rồi. À, vẫn có một cái hang kìa đấy. Ở trong nhà của Hưng thì các bác theo dõi bên này canh quả. Anh Quyền hay là kênh của bạn Trình thì cũng nhìn hết cái sự vẻ đẹp của ngôi nhà rồi. Thì cháu Lực sẽ không có vào nhà đâu các bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở trong cái sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Và xin chào các bác. Ui, con này sâu phết nhở. Ui, giờ kia con có ghi giấy trắng ấy nhở? Đó là tổ em. Trắng trắng rồi đây. Hưng gửi một lời chào và tạm biệt tới các bác. Con chào cô các bà, chào cô chú ạ, chào anh các chị ạ.